học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao, lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh nể chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết căng trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai, nung đúc tâm hồn để nuôi chi lan. Theo các thanh niên sống vì dòng nòi, liều thân vì nước vì dân mà thôi. Học sinh là người mới của Việt Nam, đang thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao, lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết căng trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh vào đời chiến thù ngày nay, nung đúc can tràng để bên lý trí, trong lúc quốc gia ước mộ anh tài, học sinh bền chí lập công. Động tác thứ nhất, xoay cổ, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay cổ từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện hai lần 8 nhịp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay nắm, xoay khuỷu tay từ ngoài vào trong và ngược lại, thực hiện hai lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thứ 3, xoay vai, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, các ngón tay đặt lên hõm vai, xoay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, xoay cánh tay, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai cánh tay giữ thẳng, xoay cánh tay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, xoay hông, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay hông theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, xoay gối, thân hình thẳng, khuỷu hai gối, hai bàn tay đặt lên gối, xoay gối theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7 là xoay cổ tay kết hợp với xoay cổ chân. Thân hình thẳng, xoay cổ tay kết hợp kiện gót chân, xoay cổ chân từ trái qua phải và ngược lại, sau đó đổi chân, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi ngược lại đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi sau khi các con đã thực hiện được hoạt động 1 là bài khởi động chung, thì thầy với con sẽ bước vào hoạt động 2 là hoàn thiện bài thể dục gồm có 8 động tác mà các con đã được học ở những bài học trước. Ở hoạt động này, các con sẽ quan sát và xem video hướng dẫn để cùng thực hiện theo. Rồi bây giờ thầy với con sẽ cùng tập luyện nhé. Rồi thầy mời các con cùng tập luyện theo hướng dẫn của thầy nhé. Mà các em chú ý quan sát, thầy sẽ thị phạm và phân tích động tác cho các em xem. Một, động tác vươn thở. Nhịp 1, bước chân trái về trước một bước, đồng thời chân phải duỗi thẳng, mũi chân chạm đất. Hai tay từ thấp đưa ra trước lên cao chết chữ V, mắt nhìn theo tay, hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 2, thu chân trái về vị trí ban đầu, đồng thời hạ thấp hai tay, thở ra bằng miệng. Nhịp 3, như nhịp 1, dừng đổi chân. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra trước song song, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, đưa hai tay lên cao vỗ vào nhau. Nhịp 3, đưa hai tay ngang lòng bàn tay úp. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng chúng ta đổi bên. 5, 6, 7, 8. 3, động thái chân. Nhịp 1, đứng khiển gót hai chân, đồng thời hai tay đưa ra ngang lòng bàn tay úp. Nhịp 2, khủy gối, đồng thời hai tay đưa ra trước cổ vào nhau, mắt nhìn ra trước. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 2, nghiêng lườn sang bên trái, đồng thời tay phải áp sát mang tay, tay trái chống hông, chân trái khiển gót. Nhịp 3 và như nhịp 1, nhịp 4 và tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, như chúng ta đổi bên. 5, 6, 7, 8. 5, động tác lưng bụng. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra trước vỗ vào nhau. Nhịp 2, gập thân người về trước, đồng thời hai tay dỗ xuống thấp. Nhịp 3, đứng thẳng, hai tay đưa ra ngang lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng chúng ta đổi bên. 5, 6, 7, 8. 6, động tác toàn thân. Nhịp 1, bước chân trái ra trước một bước, đồng thời chân phải duỗi thẳng, mũi chân chạm đất. Hai tay từ thấp đưa ra trước lên cao chết chữ V, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, thu chân trái về vị trí ban đầu, đồng thời gặp thân người về trước, hai tay chạm mũi chân, đầu gối duỗi thẳng. Nhịp 3, đưa hai tay ra ngang lòng bàn tay ngửa, đồng thời quỷ gối, lưng thẳng. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. 5, 6, 7,
8. 7. Động tác bật nhảy. Nhịp 1 bật tách hai chân đồng thời hai tay đưa ra ngang lòng bàn tay úp. Nhịp 2 bật khép chân, trở về tư thế nghiêm. Nhịp 3 bật tách chân hai tay đưa lên cao vỗ vào nhau mắt nhìn theo tay. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Động tác điều hòa. Nhịp 1, nâng đầu gối chân trái đồng thời cẳng chân vuông gối với mặt đất. Hai tay đưa lên cao chết chữ V, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, thu chân trái về vị trí ban đầu đồng thời hai tay đang chế trước bụng, tay phải nằm phía trong, đầu hơi cúi. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4 trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy vừa rồi thầy đã vừa hướng dẫn cho các em xong 8 động tác của bài thể dục phát triển chung của lớp 3. Và bây giờ thầy mời các em tập lại một lần nữa cùng với thầy nhé. 1. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Động tác nghiêng lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Động tác bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoạt động 3. Hoạt động tập luyện. Thì sau khi các con đã tập và thực hiện theo video hướng dẫn hoàn thiện bài thể dục, thì bước vào hoạt động 3 là hoạt động tập luyện. Các con sẽ tự tập cùng với các bạn học sinh trong video tập luyện. Các con sẽ thực hiện một lần 8 nhịp,
và tập 2 lần. Rồi bây giờ các con sẽ xem video tập luyện và cùng tập theo. Bài thể dục phát triển chung lớp 3 gồm 8 động tác. Bắt đầu. Lớp 3 bắt đầu. Rồi sau khi các con đã tập luyện được một lần, các con thấy thế nào? Rồi bây giờ các con sẽ tập cho thầy thêm một lần nữa nhé. Bài thể dục phát triển chung lớp 3 gồm 8 động tác. Bắt đầu. Thank you.
bạn. Trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em học sinh. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho trẻ mẫu giáo và các em học sinh tiểu học nhằm nâng cao sức khỏe, khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài tập. Động tác đầu tiên, động tác vươn thở, nhịp 1-2, chân trái xuống chết, hai tay đưa từ dưới lên cao, đồng thời hít vào. Nhịp 3-4 thu chân về, hai tay hạ xuống chắn trước ngực, gập đầu đồng thời thở ra. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Lần 8 thứ hai tương tự. Động tác thứ hai, động tác tay vai, nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay lên cao. Nhịp 2, đặt chân phải về trước, tay trái chết dưới, tay phải chạm vai. Nhịp 3 về là nhịp 1, nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ ba, động tác tay ngực. Nhịp 1 chân trái bước chân trái, đồng thời hai tay đưa về trước. Nhịp 2 bước chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay kéo vuông góc. Nhịp 3 về là nhịp 2, nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ tư, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay giang ngang. Nhịp 2 nghiêng người sang trái, tay trái chống hông, tay phải cao, đồng thời quỳ gối. Nhịp 3 về là nhịp 1, nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 5, động tác vặn mình. Nhịp 1 chân trái bước về trước, hai tay co trước ngực. Nhịp 2 xoay người sang trái, hai tay giang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7. Động tác thứ 6, động tác lưng bụng. Nhịp 1 bước chân trái ra sau, đồng thời xoay người sang trái, hai tay cao. Nhịp 2 gập người về trước, mũi tay chạm chân. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5 đá chân phải ra sau, hai tay cao. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 đá chân trái ra sau, tay cao. Nhịp 8 về tư thế chuẩn bị. Động tác thứ 7, động tác chân. Nhịp 1 bước chân trái sang ngang, đồng thời quỳ chân phải, hai tay cao, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhịp 2 về vị trí chuẩn bị. Nhịp 3 nâng chân trái lên, hai tay co trước ngực. Nhịp 4 về vị trí chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi chân. 5-6-7. Động tác thứ 8, động tác toàn thân. Nhịp 1 chân trái bước chích, hai tay cao. Nhịp 2 chuyển trọng tâm về chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay đánh ra sau. Nhịp 3 thẳng người đá chân trái ra sau, đồng thời hai tay cao. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 9, động tác bật nhảy. Nhịp 1 bật tách chân trước sau, đồng thời chân trái quỳ, tay phải đưa về trước, tay trái ngang. Nhịp 2 bật khép chân. Nhịp 3 bật tách chân ngang, hai tay lên cao. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi chân. 5-6-7-8. Động tác thứ 10, động tác điều hòa. Nhịp 1-2 chân trái bước sang ngang, đồng thời quỳ gối, hai tay đưa từ dưới lên cao. Nhịp 3-4 quỳ gối, hai tay đưa từ lên cao về chéo trước ngực. Nhịp 5-6 tương tự nhịp 1-2. Nhịp 7-8 thu về. Lần 8 thứ 2 tương tự đổi bên. 1-2-3-4-5-6-7. Phần giới thiệu động tác của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn tập luyện đạt hiệu quả, có sức khỏe tốt để phòng chống dịch.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi.